Tôi có làm một cái bài thơ và phổ nhạc để tặng. Hồi nãy ở đây là nhiều người đề nghị tôi, hôm nay vui quá anh Hạc tặng cho chị một bài, và để thay cái lời nói, lời đề nghị đó, sau đây tôi cũng sẽ gửi đến cái bài hát mà để thay cái câu trả lời của chúng tôi. Đề nghị mở lại cái bài hát của mười mấy năm về trước. Ơi em bằng ngọc hay bằng người mà má hồng như ánh mặt trời, mà mắt xanh như hồ Nhật Thủy, hồn thu lặng lặng quá xa khơi. Ơi em bằng nguyệt hay bằng hương mà ánh diệu linh tỏa diệu thường, trong cái nhỏ của từng thoáng mộng chớ ba ngàn vạn thọ vô cương. Bằng suối hay bằng hoa mà đóa hồng nhan thắm một tòa, tụng tím phong thư trời đất viết. Ơi phương hằng thơ của tình ta, cô Hằng đang rất cảm xúc ạ. Quý vị coi ảnh tán hằng bằng cách đó đó, chạy khỏi không quý vị? Em bằng suối hay bằng hoa? Ảnh không có dùng những cái lời hoa mỹ, nhưng mà sáng tác nhạc để tặng Hằng. Đến nỗi mà biết bao nhiêu người nói là ông này, ông yêu con nhỏ này, đến nỗi mà ông phụt ra cả thơ ca. Nhưng mà bình thường là ông chẳng nói gì. Đó quý vị, thì Hằng nói rồi, duyên nợ và phận đã đưa Hằng với Dũng đến với nhau. Trải qua bao nhiêu giông tố của cuộc đời, tưởng rằng là chia lìa rồi, tưởng rằng là đã không còn với nhau rồi, nhưng cuối cùng vẫn còn đi bên nhau để mà hướng về những điều tốt đẹp nhất, để giúp đời, giúp người. Phải nói là Hằng cũng thấy là điều đó là hạnh phúc, khi mà được chia sẻ, khi mà được đi bên người đàn ông mà họ luôn hướng về những điều tốt đẹp. Mặc dù là đau đớn lắm, nhưng mà anh vẫn có rất nhiều cái vĩ đại để mà Hằng hy sinh. Cho nên một lần nữa thì em cũng cảm ơn anh luôn luôn cho em những điều kiện tốt nhất, cơ hội tốt nhất để em thể hiện được những ước mơ của em, cũng như là những cái giá trị mà em cống hiến bằng cả trái tim em. Cảm ơn anh một lần nữa. Xin trân trọng giới thiệu khách mời của chúng ta, đó chính là chủ sở hữu khu du lịch Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, chủ đầu tư các khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xử lý nước thải Huỳnh Hằng Hữu, và gần đây nhất đó chính là được Đại học Apollos của Mỹ trao bằng tiến sĩ danh dự. Xin mời lên vị trí trung tâm sân khấu phu quân của CEO Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý anh, quý chị và kính thưa tất cả các bạn, hôm nay tôi là nhân vật phụ ủng hộ cho bà xã của tôi là Nguyễn Phương Hằng. Trước khi bà xã giao lưu với tất cả quý vị, thì tôi cũng có đôi lời. Tên của tôi là cũ á, trước đây á, là Quỳnh Phi Dũng. Đến năm 49 tuổi vào năm 2008, tôi đổi tên lại là Quỳnh Uy Dũng. Và tôi có cái tên Cúc Cơm mà được nhân dân của tỉnh Sông Bé cũ và đất nước đặt cho là tên Dũng Lò Dôi. Cái tên mà bây giờ là coi như là hình như nó chết tên rồi. Không biết nay mai làm nước thải thì không biết người ta có gọi là Dũng nước thải không. Nhưng mà bây giờ hiện nay là tên Cúc Cơm là Dũng Lò Dôi. Thì cuộc đời tôi sinh ra thì tôi xin giới thiệu sơ về tôi. Sinh ra ở quê hương miền Trung, trên một quê hương nghèo. Gia đình thì cũng nghèo, tức là nghèo cộng nghèo. Thì học đến lớp 12 thì đang học, thì chiến tranh, đất nước xảy ra chiến tranh vào năm 1979, được tổng động viên và đi bộ đội. Thì sau đó 4 năm chiến trường Campuchia và chuyển về công an Thủ Dầu Một. Và sau đó thì làm lò dôi, thì nên có cái tên lò dôi ra đời. Và đến năm 1990, đầu năm 91 thì được tỉnh mượn về để làm tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Thanh Lễ.
Nên lúc đó là tôi là được trưng dụng mượn về. Thì bắt đầu từ đó thì tôi suy nghĩ ra để làm khu công nghiệp, là người đầu tiên của Việt Nam đề xuất để phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, và cũng là góp phần để làm thay đổi cái diện mạo kinh tế. Và sau đó đến năm 1996 tôi nghỉ thành lễ, thì ra tôi về làm các cái của công ty cổ phần Đại Nam. Thì đến năm 1997 thì lại khi nghỉ rồi thì về dính vào đại biểu Quốc hội khóa 10. Rồi sau đó đến năm 1999 là tôi động thổ xây dựng cái khu gọi là Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến để lại cho đời. Thì tổng diện tích còn hơn 200 hectare và chia làm nhiều khu vực trong đó, mà đặc biệt là cái nơi thờ tự để tôn vinh các cái nét văn hóa của dân tộc, của cha ông của chúng ta từ thời vua Hùng dựng nước đến nay. Và kể cả sưu tầm tất cả các dòng họ của Việt Nam và những cái nét văn hóa vốn có tốt đẹp của cha ông chúng ta để lại. Thì một cái duyên nợ hình như cũng là một định mệnh. Đến năm 2006 là lúc tôi mệt mỏi nhất thì cô nàng Phương Hằng xuất hiện. Và lúc đó chúng tôi gặp nhau hình như là một định mệnh. Có một điều rất bí mật mà sau này chúng tôi mới biết, đó là vợ tôi sanh cùng ngày, cùng tháng và cùng tuổi, cách nhau một con giáp. Nên sinh nhật của chúng tôi là có một ổ bánh thôi, nên đó là không có ai so bì rằng sinh nhật ai lớn hơn ai. Và chúng tôi đến với nhau như một định mệnh. Thì thưa quý vị, riêng bản thân tôi thì cũng không được may mắn trên con đường học hành, học vấn nhiều như bạn bè tôi. Vì thứ nhất là gia đình thì không khá giả, vợ tôi thì cũng không may mắn. Chúng tôi thì đứa thì học lớp 11, đứa học lớp 12, chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Nhưng mà tôi không được may mắn trên con đường học hành, nhưng mà tôi may mắn trên con đường suy gẫm, suy nghĩ. Và kể cả trên con đường trong cái quyển sách tôi viết gọi là tuệ, đó là cái biết mà qua người khác nói, hoặc trong sách vở, hoặc thầy dạy mình, thì đó là văn tuệ. Nhưng cái biết của tôi là bằng cái mình biết qua suy nghĩ, qua mình suy gẫm, đó là tư tuệ. Và cái biết đặc biệt nữa là tu. Tu ở đây không hạn hẹp bị định kiến trong vấn đề tôn giáo, nhưng tu ở đây là sửa, là thực hành những điều mình biết của bản thân. Chúng tôi là va chạm rất nhiều, nên tôi có một cái khái niệm đụng càng nhiều thì tuệ càng rộng. Người ta học nhiều người ta biết, người ta không thọc tay vào lửa, lửa không bỏng tay. Nhưng mà chúng tôi, vợ chồng chúng tôi thì không học nhiều nên thọc tay vô lửa bị bỏng. Thì tôi cũng nhận được cái quả tuệ như những người có nhiều tiền học nhiều. Nên nó là chính từ đó mà chúng tôi mon men vô con đường tư tuệ và tu tuệ để quyết tâm để làm những điều tốt đẹp nhất để lại cho đời. Thì chúng tôi, khi mà chúng tôi xây dựng cái Đại Nam, nói thật ra là muốn để lại một cái công trình văn hóa cho thế hệ mai sau, mà lưu giữ được tất cả những cái điều tốt đẹp nhất của cha ông chúng ta qua nhiều đời nhiều kiếp. Thì chúng tôi đến với nhau, gặp nhau năm 2006. Thì lúc đó là lúc mà chúng tôi vào cái giai đoạn xây dựng mà rốt ráo nhất để cho nó hoàn thành công trình. Thì sức người có hạn, tôi ví tôi thường nói với nhân viên trong Đại Nam mà nói với bạn bè là sức tôi đẩy đi một chiếc xe trời Phật giao hay là số mệnh. Thì trước đây là tôi đẩy được cái xe, tôi chở được 10 tấn. Thì trời Phật và xã hội ban tặng bỏ lên 9 tấn thì xe còn chạy tốt lắm. Nhưng mà đến lúc dắt lên chừng 12 tấn thì đứng máy. Thì vợ tôi đến cùng chung chúng tôi như một sứ mạng với nhau, cùng chung. Thì vợ tôi đẩy được 4 tấn đi, cộng với sức tôi 10 tấn nữa đẩy cái xe 12 tấn. Thì bắt đầu vượt lên và quyết tâm ra đời mở cửa Đại Nam để phục vụ cho cộng đồng và làm những việc ý nghĩa cho đời. Thì phải nói là cái tựa ngày hôm nay là bà xã tôi đến với quý vị, đó là vượt qua sóng gió. Vợ tôi thì đến với tôi thì vượt qua sóng gió, nhưng mà tôi thì cũng vượt qua kể cả những cái trung tâm bão. Nên tôi có một lời chia sẻ với tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn doanh nhân hay là trong cuộc đời mình sống lúc nào bão táp nhất, sóng gió nhất, hay là gặp một cái cơn chốt nó bao quanh, thì chúng ta nên nhắm mắt lại. Và lúc đó ta nhìn, ta để cho mọi bụi nó lắng xuống, và ta nhắm mắt lại và ta đọc để nhìn bụi bằng tâm trong một cái cơn chốt đang quay quanh chúng ta. Và sau đó nghe im lặng hết, ta mở mắt ra thì thấy một cái hướng đi rất là tươi sáng. Còn không, nếu chúng ta nhào chạy khi một cơn chốt bao quanh
thì coi chừng đụng trúng cột điện hay là xe hay là những cái chứng ngại vật. Cuộc đời tôi thì cũng xin thưa với tất cả các bạn, chúng tôi kể cả bà xã tôi cũng vậy, có một cái khái niệm tôi chưa bao giờ biết có khái niệm giàu nghèo. Vì cuộc đời tôi sanh ra quê hương miền Trung ở Bình Định, các bạn biết rồi, ở vùng chiến tranh đó, và gia đình cũng nghèo, tôi cũng có cái khái niệm giàu nghèo. Nên khi vợ tôi gặp tôi, hai vợ chồng cũng đồng một cái tâm trạng mà có một cái người mà tôi bị ảnh hưởng nhiều nhất, đó là ba tôi, cái nghĩa khí của ba tôi và ảnh hưởng cái tánh từ bi, cái lòng nhân hậu của mẹ tôi. Mà khi tôi bắt gặp Phương Hằng vợ tôi thì có cả hai cái đức tính của kể cả mẹ tôi, nhân hậu và cái nghĩa khí như một người đàn ông của ba tôi. Nên có cái gì đó chúng tôi giống như một tri kỷ, một người bạn và kể cả một người yêu và một người thương. Có những lúc, nhiều lúc bà xã tôi phiền hà nói, có những lúc sao tôi cư xử giống như là một người cha. Tại vì có những lúc thì ông bà mình nói quyền huynh là thế phụ mà. Nên có những lúc như thế, nhưng mà như một tri kỷ. Nếu mà vợ chồng mà yêu nhau hay là bạn bè mà có được một tri kỷ, cả một đời mà có được một tri kỷ không phải là chuyện đơn giản. Thì vợ tôi cũng chia sẻ và một cái bờ vai để động viên tôi những lúc sóng gió nhất, những lúc khó khăn nhất. Xin thưa với các bạn như thế. Nên chúng tôi nắm tay nhau vượt qua. Mà phải nói cái mối tình của chúng tôi là khủng khiếp lắm. Thì nếu mà các bạn có đọc trong lịch sử của đất nước của Việt Nam chúng ta, là trong tứ bất tử đó, chúng ta đó, cái mà hiện nay vốn có của cái bản sắc dân tộc của Việt Nam chúng ta, tất cả chúng ta ngồi đây có ba cái chữ mà luôn luôn chúng ta nhớ mãi, đó là chữ trung, chữ hiếu, chữ tình. Nhưng mà cái chữ tình là một cái chữ mà phải nói làm cho con người dễ bị khổ lụy, dễ bi thương, và cũng có những lúc vui nhất nhưng mà cũng lúc nó làm cho mình buồn nhất. Thì chính ba cái chữ này nó giúp cho con người Việt Nam và tổ tiên chúng ta truyền lại, nhờ chúng ta còn ngồi đây và còn ngồi trên mảnh đất này là nhờ cái tứ bất tử trong từng người dân Việt Nam chúng ta có. Thì trong đó có một là khắc phục thiên tai, đó là câu chuyện của ông Sơn Tinh và Thủy Tinh. Hai là chống lũ giặc ngoài xâm lăng, là câu chuyện của ông Thanh Giống. Thứ ba là tình nghĩa trăm năm, đó là câu chuyện tình tuyệt vời mà mọi người nên nhớ mãi để gìn giữ mình, đó là câu chuyện của chữ Đồng Tử và Tiên Dung. Yêu nhau thì không có sang hàng, yêu nhau không có quyền tước hay cao sang hay giàu nghèo. Khi mà hai trái tim rung động và đúng là số mệnh thì cố giữ cái tình yêu đó. Không thể một thế lực nào, tiền bạc hay là quyền hành hay là kể cả vua cha hâm đòi chém, nhưng mà họ vẫn thương nhau và lấy nhau và đi đến sau này được là nhân dân của Việt Nam ca ngợi chữ Đồng Tử và Tiên Dung là một trong tứ bất tử, trong đó có cái tình yêu nam nữ. Cái thứ tư là câu chuyện là cái ca ngợi cái đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Đàn ông không có ca ngợi được đức hạnh, nhưng mà riêng phụ nữ, đó là câu chuyện của bà Liễu Hạnh, là một nhân vật đại diện cho phụ nữ Việt Nam, thể hiện cái gì rất là từ bi hỷ xả, rất nhân nghĩa lệ chí tín và kể cả có một cái đức hạnh hy sinh. Nên là cái người phụ nữ Việt Nam đặc biệt lắm, thật sự phải nói là cao cả và đặc biệt. Nên vợ tôi đến nó có một cái gì đó ẩn chứa. Và cái mối tình của tôi thì thật sự thưa quý vị cũng na ná gần như thế. Tức là chúng tôi lúc đó chỉ còn một vợ chồng nắm tay nhau và vượt qua thôi. Còn chung quanh là gần như là tôi nói là đi từ trong tâm bão đi ra. Và rốt cuộc chúng tôi đi đến và nắm tay nhau đi. Và đến giờ này thì vợ tôi cũng giúp tôi lo hết cái khu du lịch Đại Nam. Và đã thay màu da, thay những cái cô rất là đẹp, vì cái người đàn ông trong một gia đình cũng vậy, không thể tỉ mỉ bằng người phụ nữ. Phải nói đến mỹ thuật, tôi thì có thể xây một cái tòa nhà to đùng trong vòng nhiều tháng là xong, nhưng mà để trang trí trong một ngôi nhà, chúng ta ở đây thì có nhất các bạn nam, tôi dám chắc nếu mà vợ đi vắng, mình đi vắng trong một tháng về nhà rất đẹp, nhưng mà người phụ nữ đi vắng chừng 5 ngày thôi, tôi bảo đảm về cái ngôi nhà là thấy là bắt đầu là nó đảo lộn ngay. Nên cái đó là cái mà chúng ta là nam giới rồi cũng nên phải biết cảm ơn, đặc biệt là phụ nữ của Việt Nam chúng ta, nó là phải nói là rất là chu đáo từ việc gia đình, mà đặc biệt nữa là những bạn nữ mà nếu có tham gia vào con đường doanh nhân kinh doanh thì lại càng khổ nữa, nhất là phụ nữ đẹp đi ra đường mà đi kinh doanh mà nếu mà mình có một chút nhan sắc cũng rất là khổ đấy. Cái này tôi nói thật, nhiều lúc là có những cái sự cố nó xảy ra mà mình không biết đối phó bắt đầu từ đâu. Nếu mà cái bạn trai nào ở đây
Mà nếu có vợ mình làm doanh nhân thì thật sự phải đồng cảm và chia sẻ. Vì muôn vàng muôn vẻ cái xã hội nó phức tạp lắm. Tôi thì tôi cũng viết kinh, viết sách và kể cả kinh dịch. Nên là cũng tham chiếu rất là nhiều. Mà cái điều mà tôi kinh nghiệm nhiều nhất đó là tôi đụng chạm rất là nhiều. Xin thưa các bạn, 40 năm đụng chạm trên thương trường. Khổ lắm, làm doanh nghiệp khổ lắm chứ không phải là chuyện đơn giản. Trên thì búa, dưới thì đe. Đặc biệt là doanh nhân, mà đặc biệt là doanh nhân Việt Nam chúng ta. Vì lúc chúng ta trưởng thành và làm doanh nghiệp, bối cảnh luật lệ nó chưa rõ ràng. Dần dần thì cái cơ quan lập pháp bắt đầu có luật thì chúng ta đỡ đi. Thì chúng tôi đến với nhau thì may mắn, thì chúng tôi đã yêu thương nhau và làm hết những gì có thể và là chỗ dựa cho nhau những lúc vui cũng như những lúc buồn. Và chúng tôi sanh ra vào năm 2012, chúng sanh ra được một cậu quý tử mang tên Quỳnh Hằng Hữu. Đặt cái tên Quỳnh Hằng Hữu đây, họ Quỳnh là họ tôi, Hằng là tên bà xã tôi, Lót, và Hữu là tên con trai, là ý nói là Hằng Hữu là có mãi, còn mãi. Và chúng tôi quyết tâm xây dựng cho cậu bé này là một cậu bé trong tương lai sẽ hy sinh phục vụ cho cộng đồng. Nên vợ tôi có đề nghị và nói chữ suối thì quá, không góp ý. Thì thôi chúng ta không thiếu, thì tất cả những gì chúng ta đang có coi như của bà Tách. Và hình thành lên một cái quỹ gọi là quỹ từ thiện Hằng Hữu từ là năm 2014. Và tất cả lợi nhuận đang hoạt động của công ty cổ phần Đại Nam dành 100% để phục vụ cho quỹ từ thiện, để phục vụ cho cái chương trình mổ tim gọi là chương trình trái tim Hằng Hữu. Và xin thưa các bạn ngồi đây, nếu sau này có những xóm làng, những người khó khăn, nhất là đặc biệt các trẻ em nghèo, thì cứ gửi hồ sơ đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng thì sẽ được cứu chữa. Tại tôi làm thì không có xét duyệt đồ nhiều, hay là mình làm vì để mình đánh bóng tên tuổi đâu. Miễn sao có một địa chỉ, khi một gia đình nào đó khó khăn thì họ đến đó, là họ xác định đến Chợ Rẫy sẽ được cứu chữa. Và chúng tôi không có thủ tục phiền hà, hoặc là gửi đến Đại Nam thì anh em sẽ chuyển ngay đến sẽ được cứu chữa. Và không có một cái điều kiện gì khác, là chỉ mong cầu cho các cháu được khỏe mạnh. Và đó là một cái hình ảnh chúng tôi, vợ chồng tôi xem đó là những giống như những người con, cháu của mình, biết đâu nhiều đời, nhiều kiếp, đó là gia đình, là dòng họ, là bà con, là thân nhân mình đi, để chi, để mình dễ cái chia sẻ đó. Và đó cũng là người bạn để bước vào đời của con trai của mình. Năm nay cậu bé được 6 tuổi, thì mổ tim từ lúc đó là năm 2014, và mỗi năm thì cũng được khoảng cỡ 500 cháu. Ngày nào có bình quân thì ngày nào cũng được có người để cứu sống. Và không phải làm để vì mục đích để truyền thông, có những cơ quan báo chí truyền thông cái công việc đó, là để chỉ để cho người dân người ta biết, để có cái địa chỉ đó người ta đến. Chứ không phải truyền thông là để mình nói lại cái chuyện mình làm này kia. Thực sự những cái người mà cái lòng tốt là một, thứ hai là cái tính từ tâm thánh thiện, nếu càng chia đi, càng cho đi thì càng đầy. Nên vợ chồng chúng tôi xác định, và tôi có ghi trên đền thờ Đại Nam, nếu ai đi thì cũng sẽ thấy, lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta, lấy phúc đức làm của theo ta vạn đời. Và vợ chồng tôi xác định lấy cái cẩm nang đó và dĩ thành lành cái quỹ từ thiện. Và vợ chồng tôi cùng nhiều tia nhau để làm sao quyết định đi hết cái đoạn đường còn lại và làm những điều tốt đẹp nhất cho đời. Thì thời gian gần đây thì lại ngẫu nhiên, khi tôi ở nước ngoài về ăn cơm thì các bạn, các phó tổng giám đốc công ty trình cho tôi cái là hai cái nhà máy xử lý nước thải Sở Tài nguyên khuyến cáo là bị nước đục. Và tôi là cái người đầu tiên làm khu công nghiệp Việt Nam. Thì bây giờ là cái hậu của sau 30 năm, thì nếu tôi không giải quyết tốt việc này thì tôi sẽ trở thành tội nhân của con cháu mai sau. Nên vợ chồng tôi bàn suốt đêm và quyết định tôi vào thắp hương xin, và quyết định tôi bước qua con đường để nghiên cứu khoa học. Thì chúng tôi đã nghiên cứu thành công, đó là như một lời sám hối, để đầu tư khoảng 100 cái nhà máy trong các điểm nóng nhất của các khu công nghiệp hiện nay đang xả thải gây ảnh hưởng trong Việt Nam này. Như một lời sám hối để chi? Để chúng ta không có lỗi với con cháu. Và không có gì thay đổi, thì ngày 26 tháng 1 là ngày sinh nhật của vợ chồng chúng tôi, cũng là ngày sinh của cái chương trình nước thải là của 26 tháng 1 sắp tới. Đây là cái một cái ngày mà rất là trọng đại. Và cái công việc này làm chúng tôi cảm nhận còn hơn đi xây chùa và xây bệnh viện. Vì sao? Chúng ta cứu lấy một cái thế hệ mai sau. Và chúng ta là khi phát triển đến đâu nhưng mà vẫn giữ được cái môi trường trong sạch như ngày chúng ta chưa phát triển. Đó là một cái điều
mà cả một cái thế hệ chúng ta cũng như con cháu chúng ta mong muốn. Và chúng ta không nên là ăn đi cái của con cháu của chúng ta mà làm hại con cháu. Nên tôi nghĩ rằng cái công việc này thì khi tôi quyết định thì vợ tôi ủng hộ. Hai tay có những đêm tôi thức xúc từ 3-4 giờ sáng. Xin thưa các bạn là vợ tôi rất là sợ ma. Ngủ một mình thì không dám ngủ. Nhưng mà cứ tôi canh là có khi 12 giờ ngủ say là tôi chạy ra ngoài phòng làm việc. Và tôi làm tới 3-4 giờ sáng. Tôi dần quơ tay không thấy chồng thì giật mình không dám ngủ. Thì chạy ra kiếm thì thấy tôi đang ngồi làm việc. Nhưng mà nhờ những cái việc đó, đó là cũng là một sự hy sinh và động viên. Thì chúng tôi đã nghiên cứu thành công. Thì đây là một cái niềm vui rất là lớn đối với kể cả đất nước chúng ta đã làm được, con người Việt Nam làm được. Một cái điều rất là trọng đại. Nên là một ngày sắp tới đâu có khi mời các bạn cũng dự một cái ngày trọng đại đó. Thì vợ chồng chúng tôi đã làm hết những gì hiện nay thì Đại Nam như thế. Và chúng tôi bắt đầu đã sắp xếp công việc là bà xã tôi là phụ trách toàn bộ cái du lịch của Đại Nam. Và là phụ trách luôn cái quỹ từ thiện để chia sẻ cho đời. Còn anh em ở Đại Nam thì lo các cái khu công nghiệp, khu dân cư. Mà tôi sẽ dành hết cuộc đời, phần đời bước qua cái chuẩn bị bước qua lứa tuổi 60 rồi. Không phải là một kỹ sư quá, không phải là nhà khoa học. Nhưng mà dành hết những vì hình như là có cái gì đó rất là thiêng liêng, giống như một sứ mạng. Và chúng tôi dành hết cho lĩnh vực khoa học về cái gì mà gọi là do con người thải ra, dù vô tình hay cố ý, làm hủy hoại cái môi trường. Thì tôi sẽ nghiên cứu và làm cho tốt để con trả lại một cái không khí, một cái dòng nước trong xanh. Thì nhân cái ngày mà bà xã tôi á, là cái câu chuyện mà gọi là vượt qua sóng gió. Thì thật sự phải nói là đến giờ này mà còn ngồi còn đứng đây cùng vợ chồng tôi cùng có thể chia sẻ được với các bạn, phải nói nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà tôi hay động viên vợ tôi, xã hội này họ không có bổn phận và trách nhiệm phải nói tốt về mình. Mọi cái trên đời gì mà nếu nó không may mắn đến với mình là nó là nghịch cảnh thì coi như là mình trả nghiệp. Biết đâu kiếp trước mình làm gì mình đâu biết. Cái gì may mắn đó là phúc đức trước đây mình gieo. Thôi hãy quên hết và chúng ta làm hướng đến những cái gì tốt đẹp nhất cho đời. Và dẫn dắt con mình đi vào một con đường thánh thiện nhất. Và chia sẻ lại cho đời tốt nhất. Đó là cái mà niềm động viên mà chúng tôi đã làm được. Và hôm nay là cũng không có gì hơn. Nhân ngày bà xã là vai trò chính trong bữa hôm nay. Chúc bà xã không vui vẻ và chia sẻ cái tình cảm, kể cả thoải mái và phấn khởi lên. Ông xã lúc nào cũng ủng hộ, Dũng là vui. Và cũng không có gì hơn là chúc sức khỏe các bạn, quý anh chị may mắn trên con đường nếu mình là doanh nhân. Và đặc biệt là hạnh phúc của gia đình và vui vẻ trong cuộc sống. Xin hết. Xin cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của ông Huỳnh Huy Dũng.